Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm một cái video clip để mà mình chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình nhìn cái cây phan trí gieo hạt và những cái loại kiếm, những cái loại kiếm mà của Thái hoặc là những cái loại kiếm người ta lai tạo gieo hạt nó lung tung không rõ nguồn gốc. Thì mình xin chia sẻ một cái cách để mà mình nhìn được cây phan trí gieo hạt đó là nó như thế nào, để cho người chơi người ta lựa chọn một cái cây kiếm phan trí nó chính xác là cái kiếm gieo hạt của cây phan trí. Thì trước khi mình chơi mình cũng phải để ý và mình cũng phải nhìn, mình chọn mua cho nó chuẩn giống, cho nó đúng cây. Thì biết là cây gieo hạt thì hoa nó chỉ là sổ số thôi, nhưng mà mình mua cũng phải chuẩn cái nguồn gốc là đúng cây phan trí gieo hạt, chứ mình tránh mua những cái cây nó không phải là phan trí gieo hạt. Nhưng mà bây giờ ở trên mạng thì người ta ai cũng bảo là phan trí gieo hạt, nhưng thật ra thì nó không có nhiều và nó cũng đang là một cái ẩn số để cho mọi người. Đa số là mọi người đang thích là cây phan trí gieo hạt, nhưng trên thị trường người ta toàn bán là những cây Thái, cây Thái gieo hạt và những cây lai lung tung Việt Nam làm cũng có. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người cùng. Thì đầu tiên đây là mình cho mọi người xem trước, đây là một cái cây kiếm Thái gieo hạt. Thì kiếm Thái gieo hạt này mình cũng mua 5-10 chậu về mình trồng thử. Thì sau khi mình trồng thì mình xem thử coi cái độ phát triển và thân lá nó sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà thật ra thì nó hoàn toàn nó không thay đổi. Rễ nó rất là xanh và thân nó nhỏ, lá nó nhuyễn lắm. Thì khi mà mình trồng nó lớn á thì lá nó vẫn dài và thân cũ nó rất là nhỏ, nó không có phát lớn. Để cho mọi người xem, đây lá nó rất là dài, nhỏ và dài. Khi nó còn nhỏ thì lá nó cũng vẫn nhỏ và dài. Thì tiếp theo mình sẽ cho mọi người xem luôn cả cái cây khi nó lớn. Đây thì đây là một cái cây kiếm Thái gieo hạt lớn. Thì khi mà mình trồng nó lớn rồi á, nó vẫn lá vẫn nhỏ và dài. Lá nó, bản lá nó to nhất là nó tầm khoảng 2,5 cm thôi. Nó không có mở cái độ lá to hơn được. Nó chỉ được dài thôi, chứ còn bản lá thì chiều ngang mình đo khoảng là 2,5 cm. Cây nào mà tốt lắm thì được tầm 3 cm thôi chứ không phải hơn. Như cái cây này to rồi nè, nhưng bản lá chỉ tầm được 2,5 cm thôi. Nó rất là nhỏ. Mà mọi người để ý là lá của nó rất là mỏng, ánh sáng có thể chiếu qua và nhìn được cái xương giữa. Còn đây là cây phan trí gieo hạt, chuẩn phan trí gieo hạt. Thì khi mọi người xem á, mọi người phải để ý là đầu lá nè, và độ mở của lá nè, và thân xương thì nó có đặc điểm gì, nó có giống như là cây phan trí mẹ hay không. Thì theo mình nhận xét á, thì là cái cây gieo hạt á, nó sẽ giống như cây phan trí mẹ ít nhất là 80-90%. Tại vì dù là gieo hạt mình chưa biết là hoa nó sẽ nở như thế nào, nhưng mình chắc chắn là nếu mà cây phan trí gieo hạt á, thì con của nó thì vẫn là con của nó, mà dù cho nó có tự thụ và khi ra trái và trái đó lấy hạt làm phôi lên thì vẫn là con của nó, thì tất nhiên là sẽ giống nó ít nhất là từ 80%. Thì mọi người thấy này, đây là những cây phan trí gieo hạt mà mình đang trồng phát triển rất là tốt. Mọi người chỉ cần nhìn thân của nó thôi, đây là thân và cái củ hũ của nó khi mà nó lên một cái mầm tơ á, là mọi người nhìn thấy nó không có hề khác cái cây phan trí một chút nào hết, hoàn toàn giống 100%.
Và đây là cây nhỏ nha, cây này chỉ cao khoảng tầm 12 đến 15 cm thôi, chiều cao nó khoảng tầm 10 đến 12, nhiều nhất là 15 cm thôi chiều cao. Nhưng bản lá của nó đã nở lên khoảng tầm 2,5 cm, gần 3 cm. Chưa có cây đạt 3 cm nhưng mà gần 3 cm rồi. Thì cái độ mở rộng của lá của nó rất là to, và thân cũ của nó nhìn rất là đẹp. Nếu mà ai mê kiếm á, thì khi mà nhìn thấy những cái cây gieo hạt mà như thế này á, là người ta thích lắm. Mầm là nó sạch, đầu lá là nó xanh vàng, không có vết. Thì mọi người chú ý khi mà mình mua cái cây phan trí gieo hạt ở ngoài á, thị trường hoặc là trên mạng hay là qua internet á, thì mình nên chú ý chút xíu về đặc điểm khi mà mình mua cây. Cũng có loại bản lá to, mở, rộng, lùng, nhưng nó vẫn là hàng Thái, vẫn có. Nhưng cái đầu nhìn cái lá là mình cũng có thể đoán được là không phải là cây phan trí. Là thứ nhất là đầu lá nó quá tròn. Cây phan trí thì nó khuyết, một là nó khuyết, hai là đầu nó bằng xéo. Thì nói chung là cây gieo hạt thì mình cũng không có chuẩn xác để mà mình phân tích được. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái cây phan trí chuẩn xong rồi, thì mình nhìn qua cái thân lá thì mình thấy là nó là một cái dạng thân đứng, cứng, chứ nó không lùn, và nó cũng không có quá là ngã hoặc là dặn lá nhiều. Thì cái cây kiếm phan trí thì thường nó rất ít dặn lá, lá nó chỉ là thẳng đứng, bản lá nó mở to, thân cũ to. Đây là quay so sánh cho mọi người coi, hai cây bằng độ tuổi nhau, khoảng 1,5 năm. Nhưng mà cái cây phan trí gieo hạt chuẩn á, thì mọi người thấy thân hữu của nó rất là đẹp, lá đứng, củ to. Còn cây kiếm Thái gieo hạt á, thì mình chưa biết là hoa màu gì, nhưng mà thứ nhất là củ nhỏ, lá nhỏ nhưng lá ngã hoặc là dặn, lá nó thường hay dặn, nếu nó tốt là lá nó thường hay dặn, nó không có hẳn. Còn cây phan trí là nó đặc điểm của nó ít khi dặn, nó thường là nó hẳn, bản lá nó mở to. Đó, mọi người nhìn bản lá của nó nè, từ cái củ nhỏ cho tới cái củ lớn thì nó đều có một cái củ hữu tròn to, nhìn nó rất là lực, chứ nó không có ốm mỏng cao như là cái cây kiếm Thái gieo hạt. Thân lá khác nhau hoàn toàn. Thôi thì mình xin chào tất cả mọi người nha. Video clip mình đến đây là kết thúc. Thì cũng mong giúp cho mọi người tìm mua được những cây lan chuẩn và đúng, và mình có một cái kiến thức để khi mà mình mua và mình chơi lan, thì để tránh bị là nhầm lẫn hoặc là bị lừa gạt. Thì thôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt.